Chào quý vị đến với kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Ở đây là ở Edmonton, Canada. Hôm nay ở phố Tàu có tổ chức Tết Nguyên Đán. Xuống đây tôi quay cái Tết ở đây ngay cái phố Tàu cho quý vị xem. Đây là phố Tàu. Hôm nay là mùng 2 Tết đó quý vị. Thời tiết thì cũng không có lạnh mấy, chỉ có khoảng chừng trừ 1 độ thôi. Đó, đây là phố Tàu á, thì họ tổ chức ở đầu kia kìa, ngay cái chỗ người đang đứng đó. Đường này là đường 97, tiếng Anh nó gọi là 97 Street. Đầu kia quý vị đang thấy đó, đầu kia là người họ đang đứng xếp hàng đợi rất là đông. Một số người cũng đang đi tới cái chỗ đó để xem đó, khoảng chừng cỡ như bây giờ cũng gần 11 giờ rồi, nghe nói là 11 giờ là họ sẽ bắt đầu. Bà con đang đông đúc tới đó rất là nhiều, chắc khoảng chừng cỡ 10 phút nữa thôi là họ sẽ bắt đầu biểu diễn. Trên mấy cái lầu cao trước mặt bên phải của vì đó là cái thành phố Edmonton đó. Đó là thành phố của Edmonton, mấy cái lầu cao đó đó. Đây cũng có nhà hàng Sư Huế này, nhà hàng người Huế đó, người Việt đó. Đây cũng có nhà hàng người Việt là Golden Bear này, đây là cũng nhà hàng người Việt luôn. Đây là phát lý xì bên này. Phát lì xì đó quý vị. Đó, cái, quý vị nhìn ngay cái chỗ Golden Bear, cái tiệm mà bảng hiệu đỏ cái đó, có hai ba người gì đó đang bưng cái thùng đi họ phát lì xì đó. Đó, trước đó, trước khi đám đông đó quý vị, đó mọi người đang chờ đó đó. Hôm nay họ có treo mấy cái lồng đèn này cho mấy ngày Tết này thôi. Cho mấy cái ngày mà không có Tết thì không có thấy họ treo mấy cái lồng đèn đó nữa. Đây, mọi người đang đứng ở đây này, đang đứng đây chờ để họ biểu diễn. Hôm nay có rất là nhiều chương trình, bộ rồng, bộ lân, đồ pháo đó quý vị. Hôm nay đặc biệt là có đồ pháo ở Canada thì đồ pháo là như họ cầm, nhưng ở đây hình như họ có xin giấy phép rồi. Thì hôm nay có rất là nhiều người tới tham dự. Xe này chở đi cái xe múa lân, cái đoàn múa lân này họ đang đợi để biểu diễn đó quý vị. Đó, trước mặt của quý vị có cái gì mà giống như cái hàng rào vậy đó, nó đang đỏ vậy là đó là pháo hoa đó quý vị, pháo hoa đó, lát nữa là họ đốt đó, cái đó là pháo hoa đó. Cái này không lộn, cái này là pháo quý vị, không phải pháo hoa, nói lộn, cái này là pháo giống như hồi xưa ở Việt Nam mà đốt pháo vậy đó, pháo hoa đốt bình vậy đó. Để tôi đi tới gần có thể sát sát chút xíu thấy có rõ không ạ. Đây là bà con ở tới trước không, đứng ở trước hết rồi. Nên đi vào tới có thể có cái chỗ nào mà gần quay mấy cái pháo đó tôi có thấy không ạ quý vị. Ở đây còn có cái đoàn bộ rồng này đó, họ đang đứng ở đời đó quý vị, đó là cái đoàn bộ rồng đó quý vị. Năm nay thời tiết tốt quá, người đông,
quý vị đó là thành phố Edmonton đó. Phố tàu thì nó cập gần kế bên cái thành phố. Bà con đang đợi cái chương trình nó bắt đầu. Chắc cập gần tới rồi, chừng mấy phút nữa thôi quý vị ơi. Rồi, như chủ trì. Don't do it yet. Chuẩn bị đó. That was a very good rehearsal. Now go try it again.
xem kênh YouTube Cuộc Sống ở đây. Chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và hẹn gặp lại quý vị trong cái video lần sau. Xin chào quý vị. Bye bye.